Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã được cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tiếp công dân, nhiều năm nay, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch không còn đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, đơn thư kéo dài. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và đối thoại với nhân dân, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo. Song song với cái việc tiếp dân thì chúng tôi đã tăng cường cái việc đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn. Đấy, hàng năm thì theo quy định là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương phải tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân là ít nhất một lần. Thế nhưng tuy nhiên là chúng tôi cứ định kỳ có khi là 3 tháng hoặc là thậm chí là hàng tháng kết hợp vào những các cái hội nghị chúng tôi có thể của địa phương tổ chức thì chúng tôi có thể tiến hành là đối thoại luôn. Qua đó thì lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, những cái vấn đề mà nhân dân quan tâm, những vấn đề kiến nghị phản ánh kịp thời được giải quyết. Tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính đã được đội ngũ cán bộ tiếp dân ở đây tận tình hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Bên cạnh đó, việc tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã tập trung thực hiện, đảm bảo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban xã Đạo Trù đã xây dựng quy chế tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Thì đối với các đơn thư thì Ủy ban xã Đạo Trù đã trực tiếp và tiếp nhận giải quyết theo phân công lịch trực tiếp công dân theo các tuần thứ từ thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần đối với công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tất cả những cái trường hợp mà có đơn thư yêu cầu giải quyết thì đã được đưa vào bên xử lý và tiếp nhận đơn. Đối với cán bộ tiếp công dân thì xử lý toàn bộ cái hệ thống tiếp công dân đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang lãnh đạo để xử lý trực tiếp. Nâng cao trách nhiệm công vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện kéo dài dần được tháo gỡ, các vụ việc phức tạp được xử lý kịp thời. Thông qua đó, tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, tạo đồng thuận từ cơ sở.